Vườn Lan Cẩm Thúy xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Phiên của ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu một số cái mặt hàng Thái hiện đang có sẵn tại vườn nhà em ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc nhá. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và em cũng xin nhắc nhẹ một chút là toàn bộ cái giá sản phẩm bên em là giá chưa bao gồm phí dịch vụ nhá. Nghĩa là bên nhà em không bao ship các bác nhá. Mọi người lưu ý giúp em ạ. Đây, hôm nay thì chủ yếu là em sẽ giới thiệu cái mặt hàng châu thuần chậu của nhà em nhá. Đây nó là hàng Thái, hoa nhiều màu này. Mặt hoa thì em sẽ ghim ở trên góc màn hình cho các bác dễ nhìn nhá. Cái mặt hàng này thì nó có giá là 220.000 cho một chậu. Trung bình một cái cây như thế này thì nó sẽ dao động khoảng từ 4 cặp lá rơi đến 5 cặp lá các bác nhá. Và cái mặt hàng này là hàng hoa Tết cho nên nó đang có nụ rồi, đang báo nụ rồi này. Mít này. Con này là con lá mít nhá. Chủ yếu là cái bản lá của nó sẽ như thế này, nó đều đều nhau như thế này cả nhà nhá. Trung bình mọi người nghe rõ giúp em là trung bình một cây nó sẽ dao động khoảng từ 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá cho một cây và hàng đang có nụ ạ. Còn nhà em cũng bao hàng đẹp. Bao hàng đẹp nhá, bao gãy dập, bao thối nhũn cho mọi người. Đối với những cái cây nó bị lỗ như thế này ạ. Bị cắt lá như này mọi người yên tâm. Em sẽ bỏ ra để thanh lý nhá chứ không gửi vào vào hàng cho mọi người đâu ạ. Những cái mã cây nó bị gãy như thế này này, cắt ngang như này sẽ bỏ ra làm hàng thanh lý. Còn đâu là đối với những cái mặt hàng này thì bao hàng đẹp cho các bác luôn nhá. Bao đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. 220k cho một cây nhá. Là giá chưa bao gồm phí ship ạ. Nên các bác chú ý giúp em cái đoạn này nhá. Đây này. Trung bình một cây nó sẽ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá. Đây ạ, nụ này. Nụ đây. Cái mặt hàng này thì là 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi, mọi người yên tâm nhá. Vì là nó là hàng hoa Tết cho nên là cái nụ nó mới chỉ báo như thế thôi. Thì nó mới chuẩn Tết được ạ. Bây giờ mà nụ mà dài ra thì mọi người sẽ chơi trước Tết đấy ạ. Hàng lá rất là cứng nhá, rất là đanh lá luôn. Này, mọi người nhìn cây đẹp chưa? 220.000 một cây thôi. Siêu đẹp này. Này. Ôi. Đấy. Lá xanh mướt nhá. Rất là đanh lá luôn. Cái lá này của nó rất là đanh luôn nhá. Các bạn đây này, mọi người nhìn này. Cây nào cũng như cây nào nhá, cũng đều đều 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá. Hàng đang nụ hết rồi. Đây này. Em sẽ đi sang một cái mặt hàng tiếp theo, nó là cái hàng sóc tím của nhà em nhá. Sóc tím này, một chậu này thì nó cứ trung bình được 5-6 thân, 5-6 ngọn này này, sóc tím nhá. Mặt hoa thì em cứ ghim ở trên góc màn hình cho mọi người dễ nhìn nhá. Một chậu sóc tím này có giá là 400k này. Đây, 400k cho một chậu, giá cực kỳ êm nhá. Mà một cái chậu to như này thì nó sẽ, khi mà nó ra hoa đấy ạ, là nó sẽ ra từng suối một nhá. Vòi hoa của sóc này thì nó rất là dài. Đây này. May cái chỗ này của nhà em nó nắng quá nên là quay nó không được thật ạ. Đấy.